Tisu xin kính chào tất cả cô chú anh chị và các bạn xem chương trình. Chào đón cả nhà, mình đã quay trở lại cùng với kênh Tisu Juju. Bây giờ là 4 giờ chiều, cô chú anh chị các bạn. Tisu đang đứng ở ngay khu vực cầu Ké ở đường Thủ Phú Huân. Thì ở đây có một cái quán bún riêu dạ heo của bà Sáu bán rất là lâu năm ở đây rồi. Thì Tisu nghe mọi người nói chuyện giới thiệu là ở đây là chỗ bán bún riêu cũng khá là ngon. Và Tisu cũng đi vào đây thưởng thức một lần rồi, cho nên hôm nay Tisu quay lại cái quán bún riêu này để chia sẻ cùng cô chú anh chị các bạn trong chương trình ngày hôm nay. Và mời mọi người vào ăn chiều với Tisu nghe. Đừng có cay nha, đừng có mặn. Này là bún riêu mua đem về đó cả nhà. Cái này mua đem về đó. Dạ. Em ăn gì? Em ăn giò thịt lát. Em ăn thịt lát với riêu. Cái này mấy em bỏ riêu không cho riêu không? Cả nhà mình thấy hấp dẫn không? Xong bún riêu. Hả? Riêu rất là ngon. Ngày nào cũng bán hả cô? Ngày nào cũng bán là lâu dạ, ít bún thôi, phân nửa bún thôi ạ. Lâu lâu nhiều khi cũng ớt cũng bự. Lâu lâu cũng ớt một bữa. Bỏ thịt lát hả? Dạ, thịt lát chứ riêu. Giả luôn ha. Dạ. Này mình bút vô đầy đủ đi rồi mình ấy. Dạ vô cũng được. Mình đông một dạ vô. Ý là chị bút. Chị gấp ra lại. Đây cả nhà mình nước riêu với tô bún riêu rất là hấp dẫn, sôi nghi ngút nè. Này bà Thành vô này cả nhà, hấp dẫn lắm đó. Một tô giò riêu đầy như vậy là bao nhiêu ạ? 35 em. Ok gì rồi, ăn tô đó luôn cho thêm hai cục riêu nữa tính thêm tiền nè. Tại vì cái riêu ở đây ngon lắm cả nhà mình. Giờ thêm gì là bao nhiêu tiền? Nên là 40. Ok dạ rồi. Đây là tô bún riêu này cả nhà mình. Một xe mới, một xe xuống thì ăn ra. Đây là rau. Rồi, đây, rau đây. Rau đó cả nhà, một tô rau, một tô. Đó, hấp dẫn. Đây mình sẽ coi qua ở đây là cái gì. Bún riêu thì ăn với nước me nè cả nhà. Đây là nước me nè. Này là mắm tôm. Này là ớt xay nè. Tisu coi cái này là cái gì. Mắm ớt, trời ơi cái nào cũng cay 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 cay. Có mắm me, nước me là hấp dẫn, mè chanh. Không thích ăn me thì ăn chanh. Còn cái này là ớt trái. Đây dĩa rau nè cả nhà. Rổ rau. Tươi. Này là bắp chuối với lại rau này trụng. Đây là cái tô đặc biệt mình gọi. Ăn 40 ngàn cả nhà. Ăn tô này sắp no tới tối luôn. Ở đây thường là riêu là người ta sẽ ép vô trong một cái khuôn rồi người ta xắt miếng, nhưng mà ở đây riêu đặc biệt hơn là sẽ gọi là từng viên như thế này cả nhà. Nhưng mà cái miếng riêu này rất là ngon và hấp dẫn. Đây là cục giò, đây là gọi là giò khoanh đó, cả nhà mình thấy không, thịt này. Gần ui dạ. Ăn cái này thì ba không mập. rồi đã có tàu hũ nữa cả nhà. Đây là miếng tàu hũ nè. Rồi có thêm miếng cà. Nếu mà thịt lát không thì 25 ngàn. Bây giờ Tisu sẽ cho rau sống vô ha. Cả nhà mình thấy cái tô bún riêu mà cho miếng rau vô, trời nó hấp dẫn quá trời luôn. Rồi cho một miếng rau này vô nữa. Tisu sẽ thưởng thức thử cái nước chưa có bỏ mắm tôm với lại chưa có bỏ nước me, thì cái nước nó sẽ mang cái một cái hương vị khác. Bữa trước Tisu thử là ngon lắm, hôm nay chắc cũng là như vậy. Bữa trước Tisu ăn buổi sáng, hôm nay ăn buổi chiều.
ngon lắm cả nhà. Cái nước ở đây nó ngọt, thơm, ngon. Giờ chị Su sẽ cho một miếng. Đây là nước me nè cả nhà. Cho 2 muỗng nước me vô. Nói chung bún riêu mà cho nước me vô thì nó có cái vị nó chua chua ngọt ngọt. Nước me. Nhớ ai mà thích ăn mắm tôm á thì cho thêm miếng mắm tôm nữa. Đây chị Su mở cái mắm tôm lên cho cả nhà mình xem. Mắm tôm nè ha. Mắm tôm. Ai cho chút xíu thôi nha. Múc một muỗng vậy nhưng mà chỉ cho một chút xíu thôi. Này là bán cho khách đem về nè. Bún nè. Đây là cái mâm thịt đó cả nhà, thịt lá rồi giò chả hành. Đó, cho miếng mắm tôm, cho miếng ớt. Lát con chết. Lát. Chúng tôi ở đây bán không có trưng bày. Dạ. Cứ để gì đó. Dạ, thì sao 20 cái lô thịt muối là 20 cái thịt á. 20 cái đó là dạ. Cái này nữa. Dạ. Đây là xong riêu nè cả nhà, nguyên gốc. Quên. Cục giò sao 20 luôn em. Hấp dẫn chưa? Chưa chịu đi. Gọi là hy sinh vì nghệ thuật. Cả nhà mình thấy hấp dẫn chưa? Rêu. Này cỡ 6 giờ đông lắm. Dạ. 6 giờ tối á hả? Giờ này trưa mà người ta chưa đi ăn chiều đâu. Dạ. Cũng đông dữ lắm dạ. Chứ mình đa số là giấc đó là đông dữ. Tì Su sẽ mời cả nhà ăn chiều với Tì Su nha. Hôm nay ăn chiều hơi sớm. Tì Su sẽ thưởng thức miếng riêu nha cả nhà. Riêu ở đây là thịt ha, riêu thịt ha. Ngon cả nhà, riêu, miếng riêu rất là thơm và ngon. Thì Su sẽ thử cái cục giò, khoanh giò. Giò rất là mềm. Và ăn cái thịt giò này nó ngấm vô cái nước á, cho mình ăn cái cục giò nó thơm lắm. Cái nước riêu này á thì mình bỏ thêm một miếng nước me nữa cho nên mình ăn cái hương vị nó ngon lắm. Nó nở sao. Nhanh ghê. Bán nhanh hết lắm hả? Ý là chị múc nhanh lắm. Dạ. Chắc chiều em thấy 3-4 chị cá kêu rồi. Dạ. Họ mua đem về nhà đó hả? Ý là người ta mua cho công nhân ăn á. À dạ. Cho nên chị làm nhanh ghê. Cho nên em quay không kịp với chị luôn đó. Em kêu chị làm từ từ thôi mà em quay không kịp lại luôn á. Hả, rau sống cả nhà mình thấy hấp dẫn. Hai tô đặc biệt ngon, hấp dẫn. Cũng tên này là 35 ngàn đó hả chị ha? 35. Nói chung ở đây tô giò lên rồi dạ. Mình tính thêm. Đây thêm miếng ngấm ớt nè. Này là này ớt à. Quán con của chị trong Sài Gòn. Dạ. Cũng bán như chị nè. Dạ. 8 nó có cung. Bữa đó 200 ông đó lại quay. Rồi, ngon hấp dẫn chưa?
ở đây đối diện cái công viên, cả nhà mình nên ngồi đây thưởng thức bún riêu xong rồi ngắm hoa. À, đây địa chỉ nha cả nhà mình, số 528 Thuận Phú Hương. Mình đi từ cái cầu Ké nè, mình đi vô xuống dốc rồi mình rẽ bên tay trái thì sẽ đến hàng bún riêu của cô. Là Chi Su cảm ơn cô chú anh chị các bạn đã dành thời gian xem chương trình và đăng ký kênh ủng hộ Chi Su. Kính chúc mọi người vui khỏe, hạnh phúc và bình an ha. Xin chào và hẹn gặp lại cả nhà mình trong những chương trình lần sau ạ.